chùm ca bệnh nghiêm trọng ở Hậu Giang từ một người mắc COVID-19 trở về từ thành phố Hồ Chí Minh, làm lây lan dịch bệnh cho nhiều người tại Hậu Giang. Ngày 13 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh ký quyết định áp dụng chỉ thị 16 của chính phủ đối với toàn xã Long Phú, thị xã Long Mỹ từ 12 giờ cùng ngày đến khi có thông báo mới. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp. Tại tỉnh này, từ ca mắc COVID-19 đầu tiên vào ngày 8 tháng 7 đến nay đã tăng lên 22 ca. Trong đó, chùm ca bệnh tại xã Long Phú nghiêm trọng, từ một ca mắc có tiền sử dịch tễ về từ thành phố Hồ Chí Minh đã lây nhiễm cho người thân và hàng xóm xung quanh. Liên quan ổ dịch này, tỉnh Hậu Giang đã thiết lập 3 vùng cách ly y tế kể từ ngày 10 tháng 7. Tuy nhiên, các điều tra dịch tễ liên quan đến chùm ca bệnh tại Long Phú cho thấy vẫn còn nhiều nguy cơ dịch lây lan ra cộng đồng ở phạm vi rộng hơn. Trong 8 người mắc COVID-19 mới nhất tại Hậu Giang có 2 học sinh, 2 người mua bán, 1 trẻ em, còn lại là thợ làm móng, nội trợ và lái xe tải. Đối với những người ở thị xã Long Mỹ là 6 F1 của bệnh nhân số 27.883, một người là con bệnh nhân số 27.881. Trong đó, bệnh nhân số 27.881 bán trái cây ở chợ Bình Đông, bệnh nhân số 27.883 bán trái cây ở chợ Bình Điền, từ thành phố Hồ Chí Minh về Long Mỹ ngày 5 và mùng 8 tháng 7, riêng tài xế xe tải CJ đây chưa rõ nguồn lây, từng lái xe từ Bà Rịa, Vũng Tàu đến thị xã Dĩ An, Bình Dương để giao hàng ngày mùng 9 tháng 7, ngày 10 tháng 7. Anh đang di chuyển từ kho hàng ở Bình Dương đến đường Cao Thắng, phường 8, thành phố Sóc Trăng. Trên đường đi, tài xế này ghé lại tiệm Bách Hóa ở Tiền Giang mua thuốc lá. Khoảng 15 giờ 15 phút ngày 10 tháng 7, để lái xe qua Hậu Giang. Khi đến chốt kiểm soát của tỉnh Hậu Giang, tài xế này được xét nghiệm test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. CDC Hậu Giang sau đó lấy mẫu gửi viện Pasteur ở thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm RT-PCR cho kết quả dương. Dừng hơn 300 chốt giám sát, thành phố Hồ Chí Minh chuyển sang tuần tra lưu động hơn 300 chốt kiểm soát dịch COVID-19 lập tại các quận, huyện của thành phố Hồ Chí Minh dừng hoạt động từ sáng ngày 13 tháng 7. Lực lượng chức năng sẽ tuần tra lưu động để xử lý người vi phạm. Sáng ngày 13 tháng 7, hơn 300 chốt kiểm soát cấp quận, huyện, phường, xã ở thành phố Hồ Chí Minh đã dừng hoạt động. Công an thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo cơ quan chức năng địa phương chuyển từ đứng chốt kiểm soát sang tuần tra kiểm soát, xử lý lưu động trường hợp vi phạm trên đường. Trao đổi với Vinh, Trung tá Nguyễn Văn Khởi, đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an quận Gò Vấp cho biết trong sáng nay, các chốt kiểm soát trên địa bàn đã gỡ bỏ theo chỉ đạo của cấp trên. Lực lượng chức năng quận này đã thành lập 4 tổ tuần tra thực hiện nhiệm vụ mới, riêng 12 chốt trạm kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ thành phố vẫn được duy trì. Trao đổi với phóng viên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, Phó Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cho biết các chốt kiểm soát bên trong thành phố vẫn giữ. Tuy nhiên, lực lượng chức năng sẽ không xét giấy kiểm tra ở các chốt trong nội ô thành phố vì có thể dẫn đến ùn ứ. Ông Mãi cho biết phương án này là sự chủ động của công an thành phố Hồ Chí Minh thay vì kiểm tra tại các chốt, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, giám sát, nhắc nhở. Các địa phương tiếp tục tuyên truyền để mọi người tự giác thực hiện nghiêm chỉ thị 16, không đi ra ngoài khi không cần thiết. Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu áp dụng chỉ thị 16 trong 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 9 tháng 7. Các dịch vụ ăn uống mang về phải tạm dừng, người dân chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Các phương tiện giao thông công cộng, vận chuyển người bằng xe hai bánh như xe ôm, xe công nghệ đều phải tạm dừng hoạt động. Từ ngày 27 tháng 4 đến sáng ngày 13 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 15.141 ca mắc COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu áp dụng chỉ thị 16 trong 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 9 tháng 7. Hơn 500 chốt kiểm soát dịch COVID-19 đã được tái lập tại khu vực giáp ranh các quận, huyện để kiểm soát dịch bệnh. Chiều ngày 13 tháng 7, Cần Thơ thêm 12 ca nhiễm COVID-19 mới, phong tỏa thêm 7 khu vực trong 12 ca nhiễm COVID-19 mới ở Cần Thơ ngày 13 tháng 7 thì có 10 ca là F1 và trong khu vực phong tỏa. Ngày 13 tháng 7, Sở Y tế thành phố Cần Thơ có báo cáo nhanh về tình hình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố tính đến 17 giờ cùng ngày cho biết trên địa bàn thành phố trong ngày ghi nhận 12 ca nhiễm mới. Trong đó, một trường hợp từ Bình Dương về Cần Thơ được đưa đi cách ly tập trung ngay, một trường hợp tài xế xe tải vận chuyển hàng hóa từ Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, 6 trường hợp là F1 của các ca bệnh đã công bố trước đó, 4 trường hợp trong khu vực phong tỏa được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc. Theo báo cáo, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và các trung tâm y tế quận, huyện phối hợp lực lượng công an khẩn trương rà soát, truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly các trường hợp liên quan đã truy vết được 95 F1, 149 F2, 4 F3 liên quan và đang tiếp tục điều tra, truy vết, đồng thời tiến hành phun khử khuẩn các địa điểm liên quan theo quy định. Các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 đã được chuyển đến bệnh viện Lao và bệnh phổi thành phố Cần Thơ cách ly và điều trị. Chiều cùng ngày, Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ cũng đã có quyết định phong tỏa cách ly y tế đối với 7 khu vực của phường Hưng Phú, từ khu vực 1,
đến khu vực 6 và một phần khu vực 7 gồm toàn bộ các tổ tự tổ 44 đến 46 và một phần tổ 47 tại trường tiểu học Hương Phú 2 để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Thời gian áp dụng từ 18 giờ ngày 13 tháng 7 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới.